xin chào, bạn có món quà gì để tặng cho các bạn không? Hôm nay thì mấy bạn tới lớp học người cá thì được tặng quà. Thầy tặng quà cho hai người. Hai người cá sẽ được tặng cái nhóm này. Là người cá nào bơi xuất sắc trong cuộc thi? Bơi đúng ở trong xuất sắc trong cuộc thi. Đúng rồi. Nhanh, đẹp, dữ, bảo vệ môi trường tốt sẽ được tặng cái này. Một headband làm từ shell của biển. Để chiếu cận cảnh cho các bạn xem. Like snow when it falls in the wind, you know, and you say you wanna dance, you're worrying, oh, you'll end up in the wrong hands, and you're having fun, why don't you show your friends? I'm like a sincerity, but you don't care at all. This booze, this cigarette's trying to take me home. Falling in love just a million times, breaking it off with the feeling on ice still. She's cold as December. You wanna be my mace? Yeah. Falling in love just a million times. Which one? Wow. Not very nice. Really? Yes. We also make crowns and stuff. Đeo cái này bơi dễ hơn. Đeo cái này vô cột vô. Bơi được không? Được, cột vô bơi. Đeo vô bơi được không? Được. I had to learn two languages too in the amount of 3 years. It's hard. How do you do this? Are you gonna speak mermaid language? Mermaid language is regular language. So yeah, oh yeah, yeah. Cọp vô rồi bơi. You chose that one, not that one. That this one you cannot swim in. This one is like it's secure in your hair, so. What are you making? Yeah, one, two, three. Well, here's the YouTuber. Hi! 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 And he has... He's putting this on YouTube? Yeah, he's putting this on YouTube. I need at least one of you to jump in the pool with me because I don't like to swim alone. Okay, I'll come. I can't jump in the water. Okay, I'll go. Breaking it off with the feeling on ice sail. She's cold last December.